da gurwang chuk khaga tha bak sa da u gi te de be ri ya an la ga khur ma go kun nam mo a di đà phật nam mo a di đà phật nam mo a di đà phật con kính lạy ngài hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy ngài Gia Môn Thổ Phủ Thủ Chủ Tài Thần. Con kính lạy các ngài Thần Tài Vị Tiền. Con kính lạy Tiền Hậu Địa Chủ chư vị linh thần. Con kính lạy ngài Bản Xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần. Con kính lạy các ngài Thần Linh Thổ Địa cai quản trong khu vực này. Tín chủ chúng con là Nguyễn Văn A, ngụ tại là cửa hàng kinh doanh. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm Tân Sửu Niên. Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, kim ngân trà quả và các thứ cúng dường bày ra trước án kính mời. Ngài Thần Tài Tiền Vị Thổ Địa và chư vị tôn thần chứng giám, cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ sáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật phù trì cho tín chủ chúng con được an ninh khang thái, vạn sự được tốt lành, hành thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại thì hành thông tấn tới, lộc tài thì tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại. Con cầu xin các ngài phù hộ độ trì cho cửa hàng của con nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao. Để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân, có xuyến. Trên thì lo việc âm công phúc đức, dưới thì gánh việc gia chung, để cửa hàng con ngày càng được phát triển. Kính xin các ngài sở cầu được tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Субтитры создавал DimaTorzok.